Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Sáng nay ngày 9 tháng 11, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 tặng các đảng viên trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Toản đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên tại thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy kinh nghiệm uy tín của mình, đóng góp cho Đảng bộ chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sáng nay, khu dân cư An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, khu dân cư có 95% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 11 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị khu dân cư An Châu 2 trong thời gian tới cần tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.400 ha, trong đó có 8 khu công nghiệp với trên 2.000 ha đã đi vào hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Hiện nay các khu công nghiệp đã thu hút trên 500 dự án vào đầu tư, trong đó có 433 dự án đã đi vào hoạt động, đang tạo việc làm cho trên 78.000 lao động. Phần lớn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều có năng lực sản xuất kinh doanh tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI. Người lao động có chế độ đãi ngộ phúc lợi tốt, được đóng bảo hiểm theo đúng quy định, mức thu nhập luôn đảm bảo từ 7 đến 12 triệu đồng một người trên tháng. Nhằm khuyến khích người tiêu dùng có thói quen mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ và lấy hóa đơn điện tử, sáng nay Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình quay số hóa đơn may mắn. Chương trình được triển khai thực hiện đối với toàn bộ hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức cá nhân thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế Hưng Yên. Tổng tất cả các giải thưởng mỗi quý lên đến 80 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Trong quý 2 năm 2022, có gần 13.000 hóa đơn hợp lệ được lựa chọn quay thưởng và lựa chọn được 54 hóa đơn may mắn. Trong quý 3 năm 2022, có hơn 32.000 số hóa đơn hợp lệ và lựa chọn được 54 hóa đơn may mắn. Ban chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tấn công, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo, tội phạm vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra, các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Đến 2 giờ sáng ngày 9 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới hoàn tất việc đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn trên tàu cá quốc tịch Myanmar vào tới đất liền an toàn. Trước đó vào chiều ngày 8 tháng 11, tàu SA 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 và tàu Cảnh sát biển 8001 tiếp cận được tàu hàng quốc tịch Nhật Bản, tàu cứu 305 công dân Sri Lanka tại khu vực phao số 0, vùng neo biển Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các công dân Sri Lanka diễn ra rất chậm do các công dân này không hợp tác, đa số đều không chịu lên tàu vì sợ phải trục xuất về nước. Phải đến 18 giờ, khi được nói chuyện, giải thích, họ mới chịu lên tàu SA 413 để lực lượng cứu nạn đưa vào bờ. Như đã thông tin, tàu cá quốc tịch Myanmar chở theo 305 công dân Sri Lanka hành trình đi Canada. Lúc 18 giờ ngày 6 tháng 11, khi đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu bị phá nước, nước tràn vào khoang máy và tàu trôi dạt trên biển. Tối 8 tháng 11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn lậu xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương. Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Hải Phong,
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vân Đồn, và Đoàn Mạnh Dương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương để làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội buôn lậu. Các quyết định và điều lệnh nêu trên đã được thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 9 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện này đang điều trị một bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, bệnh do vi khuẩn ăn thịt người gây ra. Trước đó, người nhà chuyển nữ bệnh nhân ở tỉnh Đắk Lắk nhập Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với biểu hiện đau bụng dữ dội. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe lá lách nên được bác sĩ phẫu thuật điều trị. Sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn đau bụng nên trở lại bệnh viện để tái khám. Lúc này, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Whitmore. Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh Whitmore là một bệnh nhiễm trùng ở người và động vật. Vi khuẩn này có thể gây loét, hoại tử nên còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Tối 8 tháng 11, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong tại một trạm bơm nước thuộc phường Long Sơn, thị xã Tân Châu. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 8 tháng 11, người dân phát hiện một người tử vong cạnh máy bơm. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện 2 người tử vong dưới nước. Người thân của một nạn nhân cho biết sáng ngày 8 tháng 11, một trong số những người tử vong vẫn đi uống cà phê, đến khoảng 9 giờ cùng ngày thì ra về và nói sẽ đến trạm bơm sửa chữa lại hệ thống. Trạm bơm đặt giữa đồng ruộng. Khu vực này ngày hôm qua có mưa lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đang khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong tại trạm bơm nước. Ngày 8 tháng 11, tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo công trình xây dựng của một hộ dân, khiến 2 người thương vong. Theo đó, một nhóm thợ đang đổ bê tông trần tầng 1, một ngôi nhà của hộ dân trên đường Hồ Ngọc Lân, thì bất ngờ giàn giáo bị sập. Lúc này nhiều người chạy ra ngoài nhưng có 2 người mắc kẹt bên trong và bị giàn giáo đè. Bước đầu xác định vụ tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng gồm lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Ninh, công an thành phố Bắc Ninh, công an phường Kinh Bắc, lực lượng bảo vệ dân phố tự vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tổ chức cứu nạn cứu hộ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố số liệu ước tính cho thấy đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng từ đầu năm đến nay, trong đó Tây Ban Nha và Đức là 2 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo WHO, nắng nóng đã khiến gần 4.000 người tử vong ở Tây Ban Nha, trong khi số người thiệt mạng bởi thời tiết cực đoan trong mùa hè ở Bồ Đào Nha là hơn 1.000 người, Vương quốc Anh là hơn 3.200 người và ở Đức là khoảng 4.500 người. Các nhà khoa học cho rằng sự gia tăng các đợt nắng nóng hiện nay là do biến đổi khí hậu. Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch của con người đã khiến thời tiết nóng hơn, các đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn. Truyền thông Mỹ đưa tin giải sổ số Powerball ngày 8 tháng 11 đã tìm ra người chiến thắng giải độc đắc trị giá 2,04 tỷ đô la Mỹ. Và đây là giải xổ số lớn nhất thế giới từng được ghi nhận. Theo đó, một người chơi đã mua tấm vé thắng giải xổ số độc đắc ở bang California, Mỹ. Diễn biến này khép lại chuỗi 40 kỳ rút thăm không tìm được người chiến thắng và đẩy giải thưởng lên mức cao kỷ lục. Hiện chưa rõ danh tính của người chiến thắng. Người này sẽ đứng trước 2 lựa chọn là nhận ngay lập tức khoản tiền mặt trị giá 997,6 triệu đô la Mỹ trong một lần, hoặc nhận tiền trong 29 năm, mỗi năm thanh toán một phần. Còn chủ sở hữu của cơ sở bán ra tờ vé số trúng thưởng sẽ được thưởng 1 triệu đô la Mỹ. Sau khi máy bay An-225 Marian của Ukraine bị phá hủy hồi đầu năm trong chiến sự của Nga, giới chức Ukraine đang bắt đầu sản xuất phiên bản mới của phi cơ vận tải lớn nhất thế giới. Hãng sản xuất máy bay nhà nước Ukraine Antonov cho biết họ đang bắt đầu xây dựng phiên bản mới của chiếc máy bay vận tải An-225 Maria. An-225 là máy bay vận tải lớn nhất thế giới, nặng 705 tấn và có sải cánh 88 mét. An-225 được chế tạo từ thời Liên Xô, được trang bị 6 động cơ phản lực với sải cánh dài gần bằng một sân bóng đá. An-225 Maria có thể vận chuyển hàng hóa với tải trọng lên tới 250 tấn, lớn hơn bất kỳ loại máy bay nào. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.